Chuyển sang những diễn biến cập nhật của quần vợt thế giới, Dani Medvedev gặp Openka ở chung kết đơn nam của giải quần vợt Canada mở rộng là một cuộc so tài rất thú vị khi hai tay vợt này đều sở hữu những thế mạnh riêng của mình. Nếu như Openka sở hữu những quả giao bóng đầy uy lực, thì Dani Medvedev lại là một trong những tay vợt có được kỹ năng trả giao bóng và phản công tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Ở trận chung kết đơn nam giải quần vợt Canada mở rộng, hạt giống số 1 Medvedev đã giành chiến thắng trước đối thủ không được xếp hạt giống là Openka sau 2 set với các tỷ số 6-4 và 6-3. Openka vẫn phát huy tốt hơn những cú giao bóng uy lực khi có 8 cú ace. Nhưng sự nhỉnh hơn này là không nhiều so với Medvedev khi tay vợt người Nga cũng có đến 6 cú ace. Cùng với đó, Medvedev vẫn duy trì được sự hiệu quả trong trả giao bóng khi tỷ lệ thắng trả giao bóng 1 và 2 của anh đều vượt trội so với Openka. Medvedev đã tận dụng thành công 3 trong 7 cơ hội giành break, trong khi Openka không một lần thành công trong 4 cơ hội như vậy. Đây là trận thắng thứ 4 của Medvedev trước Openka sau 5 lần đã gặp tay vợt người Mỹ, hiện đang xếp hạng 32 thế giới. Vô địch đơn nam giải quần vợt Canada mở rộng, Medvedev, tay vợt nam số 2 thế giới hiện tại, đã có được danh hiệu ATP 1000 thứ 4 trong sự nghiệp.